Sư đoàn 82 là một trong những sư đoàn dù lâu đời nhất của quân đội Hoa Kỳ với lịch sử phát triển đã hơn 100 năm. Và trong tiểu mục đời sống quân sự hôm nay, mời quý khán giả và các đồng chí cùng tìm hiểu bí quyết nhảy dù của các binh sĩ thuộc sư đoàn dù nổi tiếng tình nguyện này qua phóng sự ngay sau đây. trong một khu vực chuẩn bị được che bằng mái tôn gần đường băng tại căn cứ huấn luyện không quân Tolemeida của Colombia, hàng chục lính dù thuộc sư đoàn số 82 của Hoa Kỳ đang hối hả chuẩn bị quân trang cho bài tập nhảy dù. Mỗi lính dù cần có một người đồng đội hỗ trợ bởi họ gần như không thể cử động khi phải mang trên người một khẩu súng trường và các trang thiết bị nặng gần 50 kg. Sau quá trình chuẩn bị, các binh sĩ này sẽ được sĩ quan hướng dẫn kiểm tra xem từng đai bảo hiểm đã được buộc đúng cách hay chưa để bắt đầu bài tập nhảy dù từ máy bay C-130 đang bay với tốc độ gần 250 km h Một binh sĩ chia sẻ với phóng viên rằng dù bản thân anh đã nhảy tới 22 lần hoàn hảo, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ trước mỗi lần nhảy. Anh cho biết một khi cửa máy bay mở ra thì mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa. Tôi chỉ còn biết tin tưởng rằng dù sẽ mở và hoàn tất cú nhảy. Để làm được điều đó thì sự chuẩn bị và tập trung trong từng lần huấn luyện là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, phần nhảy dù chỉ là một phần trong mỗi cuộc hạ cánh đột kích. Bài tập thường xuyên của lính dù tại căn cứ ở Colombia này. Theo đó, mỗi cuộc hạ cánh đột kích được chia thành 3 bước, một là tập kết chỉnh đốn lực lượng, hai là giành được mục tiêu ban đầu, ba là củng cố bãi đổ bộ. Những bài tập căng thẳng với điều kiện cực kỳ sát thực tế đem lại cho sư đoàn dù 82 danh tiếng là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất và có tốc độ triển khai quân nhanh nhất trong lực lượng quân đội Hoa Kỳ. Hiện sư đoàn này còn được biết đến là lực lượng ứng phó khủng hoảng toàn cầu trong vòng 18 giờ của quân đội Hoa Kỳ. Mới đây, 750 binh sĩ của tiểu đoàn phản ứng nhanh thuộc sư đoàn dù số 82 đã được cơ động tới Trung Đông để phản ứng lại cuộc biểu tình bạo lực tại đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad, Iraq. Được thành lập từ năm 1917 trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất, Sư đoàn Dù số 82 là một trong những đơn vị đổ bộ đường không đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ. Sau hơn 100 năm hoạt động, Sư đoàn Dù 82 đã tham chiến ở gần như mọi nơi trên thế giới và là những người lính Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân đến châu Âu. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đây cũng là lực lượng được trang bị nhiều vũ khí hiện đại với sức cơ động cao và năng lực tác chiến mạnh.